Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái dự án rất hay, cực kỳ hot trong cái năm 2020 này. Cái dự án này có tên là Tamoto. Đây là một cái dự án kiếm tiền không cần phải bỏ vốn. Đấy, các bạn chỉ việc là đăng ký một cái tài khoản. Mỗi lần đăng ký thì chúng ta sẽ được là 0,25 đô trên một lần đăng ký. Là sau khi đăng ký xong thì các bạn sẽ chia sẻ cái link đăng ký của cái link này cho người khác. Người khác sau khi mà đăng ký thì người khác cũng được 0,25 đô và bạn cũng được 0,25 đô. Đấy, rất là đơn giản mà dự án này đang cực kỳ hot trong cái năm 2020 này. Vậy thì không có cái lý do gì mà ta không đăng ký để ta kiếm tiền cả. Đấy, chúng ta đăng ký xong thì chúng ta sẽ có một cái link affiliate của chính bản thân chúng ta và chúng ta sẽ copy cái link đó để đi chia sẻ cho người khác. Người khác đăng ký thì người ta cũng được 0,25 đô và bạn cũng được 0,25 đô. Như thế đồng nghĩa với việc mà các bạn giới thiệu cho nhiều người đăng ký cái trang affiliate này thì các bạn sẽ được nhiều tiền. Đấy, đây cũng giống như là các cái trang affiliate của Việt Nam thôi. Thì bây giờ cái link đăng ký là tôi để dưới cái phần mô tả của video nhé. Các bạn bấm vào cái chỗ link đăng ký tham gia đấy thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang để đăng ký như thế này. Đấy, đây là Tamoto. Thì bây giờ ta sẽ bấm vào cái chữ đây, sign up free ở trên này. Đây là đăng ký miễn phí. Chúng ta sẽ bấm vào cái chữ này. Đấy, cái dòng tên cùng là tên người dùng mail thì chúng ta điền cái địa chỉ mail của chúng ta vào đây. Đấy. Đấy, đằng trên này là cái dòng này là tên này thì chúng ta ghi tên của chúng ta vào. Ví dụ như tôi tên là Lực thì tôi ghi Lực vào. Đây là họ là Lê Văn này. Quốc gia chúng ta chọn là quốc gia là Việt Nam. Rồi. Và bấm vào tôi không phải là người máy ở đây. Bấm vào đây. Đấy. Chọn tất cả hình ảnh có vạch qua được. Ví dụ đây là đây những hình ảnh nào có yêu cầu như thế nào thì ta sẽ chọn tương tự như thế vào cho khi nào mà hết thì thôi. Rồi ta bấm vào xác minh ở đây. Rồi. Sau đó chúng ta bấm ở đây có thấy có một cái dấu ô vuông ngay chỗ này này nhá. Bấm vào cái dấu tích ngay vào đây. Rồi thôi mà. Sau đó chúng ta bấm vào chữ đăng ký này. Bạn đã được đăng ký thành công. Sau khi đăng ký thành công rồi thì bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ vào mail để chúng ta check mail của chúng ta để chúng ta xác nhận cái đăng ký ở trong mail của mình. Đây, bây giờ ta vào mail để ta xác nhận đăng ký này.
Đây, Tamoto Network đã gửi cho tôi một cái mail thông báo đăng ký đây rồi. Bây giờ ta sẽ bấm vào cái từ này để chúng ta vào chúng ta xác nhận đăng ký của mình. Cảm ơn bạn đã đăng ký chương trình liên kết của chúng tôi. Bạn đã được phê duyệt và bạn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng liên kết sau. Tên người dùng là jahung1386@gmail.com. Đấy, bây giờ ta sẽ bấm vào cái liên kết này. Đây, chiến dịch 0,25 đô đến 7 tầng này. Thì ta cứ bấm vào đây là click. Đây. Đây, tên đăng nhập của ta là jahung1386@gmail.com. Rồi bây giờ ta sẽ đặt cho ta một cái mật khẩu ở đây. Đấy, và nhập lại mật khẩu lần nữa này. Đấy. Và sau đó ta sẽ bấm vào cái chữ là tôi không phải người máy ở đây. Rồi sau đó là ta bấm vào cái chữ set password ở đây. À, bây giờ sau khi đã đăng ký mật khẩu xong rồi thì bây giờ ta sẽ đến cái phần là đăng nhập. Thế thì ta sẽ đăng nhập bằng cái mail mà ta vừa đăng ký. Cái phần này thì ta có thể đăng ký trên điện thoại cũng được. Đây là tôi làm trên cái máy tính, cái giao diện cho nó rộng, cho dễ. Và cái ngôn ngữ ở đây thì ta nên chọn ngôn ngữ là Việt Nam cho nó dễ nhé. Đây, tiếng Việt này. Rồi, đăng nhập vào này. Đấy, như vậy là ta thấy là cái việc mà đăng ký tài khoản trên Tamuro trên này cũng rất là nhanh, đúng không? Vậy sau khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản xong thì các bạn sẽ thấy là ở trên này, đây là cái link giới thiệu của các bạn ở đây. Các bạn chỉ cần copy cái link này đi chia sẻ cho người khác. Thì khi người khác đăng ký dưới cái link của bạn thì bạn sẽ được 0,25 đô trên một lần đăng ký, một người đăng ký. Và những người khác đăng ký đằng dưới của bạn thì bạn cũng được 0,25 đô tương tự như thế. Đấy, cái việc này rất rất là tuyệt vời. Đấy, bây giờ tôi copy lại cái đường link này. Đấy, sao chép lại. Đấy, tôi để dưới cái phần mô tả của video ở đây. Thì mọi người vào đấy để chúng ta đăng ký qua cái đường link này. Các bạn cũng được 0,25 đô và tôi cũng được 0,25 đô. Đấy, rất là đơn giản. Đấy. Cái này là không chỉ thưởng chỉ dưới một tầng của các bạn không, mà các bạn sẽ được thưởng liên tiếp cho đến 7 tầng, giống như là kiểu đa cấp. Nên như vậy là sau khi đăng ký thành công rồi thì các bạn sẽ vào cái ở đây có phần này, thông tin cá nhân, thì vào đây để chúng ta sửa lại một số các cái thông tin cá nhân ở trong này. Đây, tên này, mật khẩu quốc gia được rồi này, nhập lại mật khẩu được rồi.
Để phần này nếu mà các bạn đã làm được rồi thì cũng không cần nữa, có thể là thêm các cái hình ảnh, thay đổi các cái hình ảnh đưa vào đây này, ta chưa có hình ảnh đây này. Đúng không? Rồi chi tiết thanh toán này. Bây giờ ta chọn cái phương thức thanh toán là gì? Ở đây này, bấm vào cái mũi tên này để ta xem. Đây có thanh toán bằng Bitcoin và PayPal này. Thì ở đây tôi chọn là PayPal và điền cái mail đăng ký PayPal vào đây. Đấy. Tùy chỉnh lượng thanh toán tối thiểu. Như tối thiểu là 10 đô chẳng hạn. Ở đây tôi chọn là thanh toán tối thiểu là 10 đô, đúng không? Và sau đó ta bấm vào đây để ta lưu lại. Rồi, như vậy là thiết lập thanh toán đã được lưu. Trên đây thì ở các cái dòng trên này thì ta có thể vào đây để ta xem các cái kênh affiliate, là cái phần mà ta giới thiệu xem là được bao nhiêu người. Ở đây tôi mới đăng ký cho nên là tôi chưa giới thiệu được ai cả. Đấy. Đây là báo cáo hàng ngày này. Đấy, phần này thì mới đăng ký nên là chưa có ai. Ta cứ tạm thời như thế đi. Sang phần hoa hồng này. Đấy, cũng chưa có gì. Đây, trong này ta thấy là có rất nhiều các cái chiến dịch. Bởi vì nó cũng giống như là một cái trang affiliate để bán hàng cho rất nhiều các cái dịch vụ, các cái hàng hóa khác ở trong này. Đấy, và các cái phần trăm hoa hồng khi mà chúng ta bán được thì nó là được bao nhiêu trên mỗi các cái đơn hàng ở trong này cũng ghi rất là nhiều, rất đấy, cho nên chúng ta đăng ký vào đây để làm affiliate là cũng rất tốt. Tuy nhiên cái phần này thì chúng ta cũng chưa cần thiết phải nghĩ đến là mình bán hàng hay như thế nào cả, mà chúng ta chỉ việc là đi giới thiệu cái link này cho nhiều người đăng ký làm tham gia vào affiliate ở đây thôi thì chúng ta đã có tiền rồi. Đây phần này ta có thể là dịch sang tiếng Việt để ta xem cái tin tức là cái gì. Đây, nhân dịp ra mắt nền tảng này, Tamoro chính thức công bố chiến dịch phần thưởng hấp dẫn về việc giới thiệu thành viên mới để đăng ký tài khoản và trở thành chi nhánh tại Tamoro. Với tên gọi là phần thưởng Tamoro sẽ cung cấp cho bạn 0,25 đô cho mỗi lượt giới thiệu thành viên mới tham gia vào hệ thống nhóm 7 cấp độ của bạn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đăng ký cái chi nhánh ở đây thì chúng hoàn toàn miễn phí thì chúng ta sẽ được 0,25 đô rồi. Đấy. Và mọi người chú ý là ở cái phần trên này, khi mà vào đây thì chúng ta bấm vào trang chủ thì chúng ta sẽ thấy ở phần trên này có cái link giới thiệu, nhớ nhé, chúng ta phải lấy cái link giới thiệu này thì chúng ta chia sẻ thì chúng ta mới được, chứ còn lấy link chia sẻ của tôi thì tôi lại được tiền. Cho nên là chúng ta chú ý là khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ thay các cái chỗ này bằng cái link chia sẻ của các bạn vào để chúng ta mang cái phần bài viết này lên các cái Facebook hoặc là lên các cái trang mạng xã hội nào đấy, các bạn đi chia sẻ hoặc là chia sẻ cho anh em bạn bè người thân ở đâu đấy để người ta biết cách để người ta làm, người ta bấm vào cái link này để người ta đăng ký. Thì sau khi đăng ký và check mail để đăng ký xong thì chúng ta sẽ được 0,25 đô trên một người. Đấy, cái nhiệm vụ như thế là rất đơn giản thôi. Thì trong cái video này thì tạm thời tôi sẽ chia sẻ cho mọi người như thế, và bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta đăng ký cái tài khoản này đi. Sau khi đăng ký xong thì tôi sẽ có tiếp một cái video khác nữa sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta chia sẻ như thế nào để tiến được cực kỳ nhiều rác để chúng ta có thêm nhiều cái nguồn thu nhập.
Và tôi sẽ làm một cái series về cái lĩnh vực này để cho chúng ta hướng dẫn cho chúng ta kiếm như thế nào để được tiền từ cái việc này. Bây giờ chúng ta hãy đăng ký bằng cái link tôi để dưới cái phần mô tả của video này nhé. Đấy. Phải đăng ký qua cái link này thì chúng ta mới được tiền và chúng ta mới được cái quyền lợi là chúng ta đi chia sẻ cho người khác. Còn không thì chúng ta sẽ không có một cái quyền lợi gì cả. Đấy, cho nên chúng ta chú ý cái phần đấy. Tôi cũng phải đăng ký qua một cái link của người khác. Và các bạn lại đăng ký qua cái link của tôi thì các bạn mới có quyền lợi và được đi chia sẻ và kiếm tiền. Và cuối cùng xin được chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công và thu nhập được thật nhiều tiền trong cái dự án mới này và trong năm 2020 này. Tranh thủ cái thời gian mà nó đang cho phép và kiếm được tiền nhiều. Với lại nhiều người chưa biết đến thì chúng ta làm thì chúng ta mới được tiền. Cho nên là các bạn hãy nhanh tay tận dụng. Đây là hoàn toàn miễn phí cho nên chúng ta yên tâm không phải mất một cái đồng tiền nào. Và chúng ta cũng chỉ có được tiền chứ không không bị mất một cái vấn đề nào. Nên các bạn hãy yên tâm. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.